Không giống như chị em ở Việt Nam, chị em Việt Nam lộng hành lắm, toàn bắt ép anh em thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay ngày 14 tháng 2, tại vì mình nhận được quà cho nên là mình quay video luôn để khoe với các bạn. Cái ngày 14 tháng 2 bình thường ở Việt Nam thì sẽ là anh em con đàn ông con trai sẽ tặng chị em con gái. Mình xem ở trên Facebook thì cũng thấy bảo là ở bên Nhật thì là chị em phụ nữ sẽ tặng anh em đàn ông. Mình đọc thế thì mình cũng lướt qua thôi tại vì mình cũng không tin lắm. Nhưng mà hôm nay tự dưng mình lại được các chị trong công ty tặng quà. Thế nào hôm nay mình lại khoe với anh em rằng là mình khẳng định lại đấy là ở Nhật đúng là con gái tặng quà con trai thật. Mình đi vệ sinh mình không biết, nhưng mà sau khi mình đi vệ sinh vào thì mình thấy một quà trên bàn thì ông sếp mình bảo là đây là quà của các chị em ở trong gọi là trong cùng một bộ phận. Đấy thì tặng tất cả anh em trong cùng bộ phận. Nhìn nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi, nhưng đây là một cái hộp sô cô la, bên ngoài có một dòng chữ, dưới nó có một cái chữ Jose Shin Ichido, tức là hội chị em phụ nữ. Mới đầu mình nhìn thì ở đây bên ngoài nó ghi là chữ ti ti tức là trà ấy, mình tưởng có thể tặng mình trà. Thì thật ra là mình cũng lên Google mình tra thử xem là đây là cái loại gì, thì là nó cũng cái thì ra đây là một loại sô cô la mới mới ra. Thật ra giá của nó cũng rẻ lắm, nó chỉ có khoảng 500 yên thôi, tức là khoảng 100.000. Nhưng mà tự dưng đây lần đầu tiên mình được gọi là nhận quà Valentine, mình hơi bất ngờ. Tại vì mình đọc ở trên Facebook nhưng mình cũng không tin rằng là ở bên Nhật thì là con gái tặng con trai đâu. Mình cũng nghĩ là ở đâu thì cũng thế, ở đâu cũng là đàn ông tặng tặng chị em phụ nữ hết. Nên là quay video khoe với anh em. Bây giờ mình sẽ bóc xem ở trong bên trong hộp sô cô la này nó có cái gì. Nhìn như một hộp mà đánh giày nhỉ, giống. Khi anh em xem được video này anh em phải gửi ngay cho người yêu để bắt đền nhá, đòi quyền lợi ngay. Anh em mình không thể vì ở Việt Nam mấy chị em phụ nữ ở Việt Nam là hơi bị gọi là lộng hành. Bóc một lớp băng dính ra giống như hộp đánh giày. Ủa, ở bên trong có một cái thiệp à? Trong bên trong có một tờ giấy ghi trong đây nó có 6 loại bánh, 6 loại bánh ti ba, chữ ti và chữ ba tức là trà, thì đây là sô cô la nhưng có vị của trà. Ở bên trong nó nhét khá nhiều lớp giấy. Wow. À, có 6 loại bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Có hình cái lá này, anh em có nhìn thấy cái lá không đây? Cái lá này đẹp lắm, rất là đẹp và thơm. Cái mục đích video mình quay video này chỉ để review đến tất cả các bạn rằng là đúng là ở Nhật là chị em phụ nữ tặng anh em vào ngày Valentine, đấy là sự thật. Không giống như chị em ở Việt Nam, chị em Việt Nam lộng hành lắm, toàn bắt ép anh em thôi. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.